Quỳnh Phạm xin gửi lời chào toàn thể các bác thợ đam mê săn bẫy trên mọi miền Tổ quốc ạ. Và hôm nay cơ sở kinh doanh của em đến với tất cả mọi người thì em làm một cái video này tổng hợp lại tất cả các sản phẩm mà quý khách hàng đang cần rất sử dụng rất là nhiều. Và trước khi đi chi tiết về từng món của ngày hôm nay thì em cũng nói rõ về cách thức mua bán và giao dịch để tất cả quý khách hàng các bác yên tâm hơn khi đến với cơ sở kinh doanh của em. Tất cả hàng bên nhà em 100% quý khách hàng được đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Và quan trọng hơn nữa, hàng đúng như sản phẩm em Quỳnh giới thiệu ở đây thì các bác vui vẻ thanh toán cho shipper giúp em nha mọi người. Và bây giờ xin kính mời toàn thể các bác đang xem video, chúng ta hãy hướng lên màn hình cùng em đi chi tiết về những món hàng ngày hôm nay. Và hôm nay cái video này em làm đã tổng hợp lại tất cả các dòng pin dùng cho các loại máy loa điều khiển từ xa và dùng cho điều khiển của các máy này. Thì bây giờ các bác hãy cùng em đi chi tiết về đầu tiên là dòng pin. Pin ở bên tay phải của em Quỳnh đây chính là dòng pin này, là pin chuyên dùng cho dòng loa điều khiển từ xa đời thấp. Ví dụ như dòng loa VKS898, E898, ZIE898, E76, E388 đều sử dụng chung một loại pin này. Trên tay em đây là dòng pin 2200mAh và dòng pin 7,4V. Đối với sản phẩm này thì các bác nên lựa chọn, ví dụ dùng loa nào thì chọn pin đấy để cho nó thích hợp với loại loa của mình. Đấy, chứ nó không là nó sẽ bị không dùng đúng loa nó sẽ bị nổ pin các bác. Đó, thì đối với sản phẩm này thì chuyên dụng cho các loa em vừa nói nêu ở trên. Bác nào mà đang bị hỏng pin thì chúng ta chỉ cần thay một củ pin như thế này thôi là chúng ta cũng giống như mua một chiếc máy mới rồi, mà tiết kiệm được rất là nhiều tiền các bác nhá. Đây là pin chuyên dùng cho 898 này, pin 7,4 này mọi người. Đó, các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, các bác quan sát thật kỹ khi chúng ta đặt hàng để tránh sự nhầm lẫn các bác nhá. Pin này là pin 898 nhá. Khi mọi người đặt hàng chỉ cần nói như vậy là em Quỳnh sẽ gửi hàng chuẩn cho mọi người luôn. Đó, pin 7,4V này. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang một dòng pin nữa. Dòng pin nữa đi từ bên phía tay phải của em sang. Pin này là pin dự phòng. Đó, quả pin ở trên tay em đây là pin dự phòng. Của nó cũng là 7,4V, 2400mAh. Đối với sản phẩm này thì nó có một đầu nạp điện và một đầu cắm ra loa. Đầu này là các bác cắm trực tiếp vào loa này, loa 898 này, loa Q92 đều có thể dùng được pin dự phòng. Đối với sản phẩm này các bác có thể nạp trực tiếp, đây là cổng vào điện này. Các bác dùng củ sạc 10V để chúng ta nạp các bác nhá. Đó, pin này thì các bác dùng những cái dòng loa 898 mà chúng ta sợ nhanh hết pin, các bác nên sắm một quả pin này nữa về sử dụng rất là được lâu pin và rất là bền, đi cả ngày mà không sợ bị hết pin loa. Đấy, thoải mái chúng ta đi săn bẫy. Đây là dòng loa, là dòng pin dự phòng. Đấy, có một đầu vào một đầu ra các bác nhá. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ chuyển sang một mẫu nữa. Đó là dòng pin chuyên dụng cho loa cao cấp, đó là dòng loa Q92. Đối với sản phẩm pin loa Q92 này của nó là 8,4V. 8,4V và pin này của nó là 2000mAh. Đối với sản phẩm 8,4V này chuyên dùng cho loa Q92, tất cả các loại pin em giới thiệu ở đây đều là pin nhà máy hết và đều là mi pin đi theo loa. Đó, chứ không phải là hàng giả, hàng nhái gì đâu mọi người yên tâm. Ở trong chiếc loa lắp pin nào thì cái pin em đang quảng cáo ở đây đúng là loại pin như trong loa luôn. Đó, nó là pin đi cùng loa, cùng một nhà máy sản xuất, đâm ra mọi người yên tâm về chất lượng các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đó, các bác đặt hàng lưu ý nhá. Pin này là pin chuyên lắp cho Q92. Khi mọi người đặt hàng thì mọi người nói rõ pin này là pin 8,4V. Đó các bác nhá. Đấy, tiếp theo nữa chúng ta sẽ chuyển sang một dòng pin của máy cao cấp hơn nữa. Đó, đó chính là dòng pin chuyên dùng cho con AT100. Đó, chuyên dùng cho máy AT100, AT101. Đó, những dòng loa cao cấp nhất là sử dụng pin này. Pin này thì giá thành của nó hơi đắt đấy các bác. Giá thành của nó phải trên 200 quả pin này cơ. Đó, bác nào mà đang cần sản phẩm pin này hoặc là máy đang bị hỏng pin thì mọi người hãy qua shop alo em sẽ gửi hàng cho mọi người. Đây là pin, pin này là gọi là pin đôi này. Các bác nhìn thấy không, nó có đường dây dẫn này. Nó có 1, 2, 3, 4 quả pin. Pin này gọi là pin đôi. Đó, pin của AT100, AT101 đều có thể lắp được. Đó, các bác nhìn kỹ này khi chúng ta đặt hàng các bác nhá. Đó, 4000mAh luôn. Mọi người về có thể vặn ở bên trong ra pin ở trong máy giống hệt với pin em đang cầm trên tay luôn. Tại vì em đã bảo rồi, hàng em bán là toàn bộ là hàng đi theo máy. Đó, cho nên là pin em bao chuẩn xịn cho mọi người luôn. Đó. Và tiếp theo nữa chúng ta chuyển sang một cái dòng pin nữa. Đó là dòng pin chuyên dùng cho điều khiển. Đó, dòng pin chuyên dùng cho điều khiển.
cho dòng loa cao cấp thì em có dòng pin này. Pin này là pin Nokia, chuyên dùng để lắp vào điện thoại đen trắng. Dòng pin này là pin 5cc. Đối với pin này thì các mua hàng lưu ý này. Khi mọi người mua hàng này, để tránh hàng giả, hàng nhái, cách phân biệt, thứ nhất qua cái tem này. Tem của nó phải là tem 7 màu các bác nhá. Đây, tem của nó phải là tem đổi màu các bác nhá. Tem đổi màu. Đó, đổi màu 3D các bác. Đấy, các bác nhìn này, nhìn thẳng nó là một màu này. Nhìn nghiêng này, các bác nhìn nghiêng này. Đó, nhìn nghiêng nó lại ra hình khác. Tem này là tem 3D, hàng chuẩn xịn luôn. Và có, nhìn nghiêng có hai chiếc bàn tay đang nắm tay nhau. Một bàn tay nhỏ, một bàn tay to đang nắm lấy tay nhau. Hàng này là hàng pin chuẩn xịn luôn. Đó, bác nào cần số lượng lớn hãy alo em nhận xỉ lẻ toàn quốc nhá các bác nhá. Đó, pin này chuyên dụng để lắp cho điều khiển. Dòng loa cao cấp, loa Q92, Q93, AT100, AT101. Đó, là lắp cái pin này. Và tiếp theo đi nữa chúng ta sẽ chuyển sang một cái dòng pin nữa chuyên dùng cho điều khiển. Dòng loa thấp, ví dụ như là loa E76, 898, E388, đó, ZIE898 đều có thể lắp được dòng pin em chuẩn bị giới thiệu đây. Đó chính là dòng pin này. Pin này là pin tiểu chuyên để lắp cho điều khiển 898. Đối với sản phẩm pin này thì các bác yên tâm, hàng này là hàng vỉ cho nên là không khí không lọt vào, độ bền rất là cao. Và hạn sử dụng của nó các bác có thể nhìn thấy ở đây, năm 2025 các bác nhá. Tháng 10 2025 mới hết hạn sử dụng. Đối với sản phẩm này toàn bộ hàng sản phẩm mới của em hết. Hàng mới, đét mới, đàng hoàng, chứ không sợ để lâu rồi mà hỏng pin. Đó, hàng pin mới này. Các bác mua thì mua những cái pin vỉ này này. Nó không bị không khí vào, nó không bị oxy hóa, pin của nó rất là khỏe. Còn mua những cái quả pin rời ấy, người ta bóc ở máy ra người ta bán cho mọi người ấy. Những cái pin đấy ấy, nó bị không khí vào nó rất dễ bị nhanh hết pin này. Đó, thì mọi người đừng mua cái hàng pin đấy, em khuyên thật. Đấy, còn các bác tin lời em thì các bác ủng hộ cho em thôi. Chứ còn thực ra mà nói thì em bán hàng thì em cứ chia sẻ thật lòng. Tại vì mọi người mất tiền mua ấy mọi người. Cho nên là em chả giấu đố mọi người làm gì cả. Các bác bỏ tiền ra thì các bác phải nhận được với những cái món hàng xứng đáng với đồng tiền của bác phải không ạ? Chứ em không bao giờ lừa các bác hoặc là nói cho các bác. Dù các bác xem xong, em nói xong các bác xem xong các bác không ủng hộ em không sao cả đâu mà. Nhưng mà em biết gì thì em chia sẻ cho mọi người thế thôi. Mọi người tin tưởng thì đến với em thôi phải không ạ? Chứ anh em mình nói chung là có duyên thì đến với nhau, hoan hỉ thì đến với nhau thôi. Không hoan hỉ thì không đến với nhau. Nói chung là nói chuyện đấy cho vui thôi các bác. Ngoài cái sản phẩm pin này ra, bên em còn đầy đủ phụ kiện săn bẫy khác. Đây là tổng hợp một cái video tất cả các loại pin từ đời thấp cho đến đời cao. Đó, tổng hợp tất ở cái video này. Các bác nào đang xem video đang cần những sản phẩm nào ở trên này thì các bác hãy nhấc máy lên alo trực tiếp với số điện thoại em luôn để ở dưới bài viết này các bác nha. Ngoài sản phẩm phụ kiện này ra thì bên em Quỳnh đầy đủ các dòng loa điều khiển từ xa, phụ kiện săn bẫy, nhận gia công lưới các bác nha. Bác nào cần sản phẩm nào hãy alo cho em. Còn xem video thấy hữu ích, thấy hay, mọi người hãy nhớ ấn đăng ký kênh trước khi thoát video nha mọi người. Các bác nào có nhu cầu muốn hỏi gì hãy bình luận ngay ở bên dưới bài viết này. Em Quỳnh sẽ là người trực tiếp trả lời cho các bác hoặc sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác. Các bác nha. Là bác nào mà cần xem sản phẩm chi tiết hơn hãy kết bạn Zalo với hai số điện thoại này của em nha mọi người. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video nha. Xin chào các bác, hẹn các bác video lần tới ạ.